Việt Nam có một nền kinh tế tăng trưởng thuộc loại nhanh trên thế giới. Đó là một sự thật mà nhiều chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước đã rút ra kết luận. Mà cũng không cần là chuyên gia, bởi chỉ cần sống và làm việc ở Việt Nam thôi thì hẳn ai cũng đều có cảm nhận chung rằng cuộc sống, kinh tế của đất nước đang có những bước chuyển mình cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng liệu sự thật có hoàn toàn mang màu hồng như vậy? Liệu chúng ta có cần lo lắng về điều gì nằm sau những chi tiết và số liệu đáng mừng kia không? Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết Ở một thế giới lo xa của tác giả Cường Bùi được đăng tải trên website Spiderroom nhé. Cũng xin lưu ý với khán giả rằng bài viết gốc vốn được đăng tải vào đầu năm 2020, cho nên những số liệu được đưa ra trong bài viết hẳn là đã cũ. Tuy nhiên, những phân tích và kiến giải của tác giả thì vẫn còn giữ hầu hết giá trị. Team Spiderroom vẫn sẽ gửi tới khán giả nguyên văn. Còn về mảng số liệu, rất hy vọng các bạn sẽ đóng góp thêm để kịp với thời điểm. Càng ngày thì cái mọi thứ đều thay đổi. Không ai có thể sống bình yên bằng việc là sở những kiến thức mà học trong trường đại học hoặc là những năm đầu của sự nghiệp cả. Một người doanh nhân chỉ phải fix những vấn đề của một nhóm người. Làm thế nào để thật sự gần với nhau? Nói vào cái khác đi. Internet cho mình một cơ hội như vậy. Nhưng mình thấy là thật sự may mắn là mình là một người ở Việt Nam. Mình có những đồng đội xung quanh và những cái người một cái môi trường khởi nghiệp khá là dễ chịu, và nó giúp cho mình là khi mình kết nối ra toàn cầu nào anh có những giá trị độc đáo riêng. Thực ra thì biết global hay biết local thì nó không phải là cái nào hoành tráng thế nào cả. Quan trọng với mình thì quan trọng là cái vấn đề bạn đang giải nó thật sự impactful đến đâu. Thì mình thật sự là mình đau đáu và mình muốn giải một vấn đề lần này, mình muốn giải một vấn đề mang tính toàn cầu. Xem toàn bộ ở kênh YouTube Người Trong Môn Nghề, bọn mình có để link ở dưới phần mô tả. Nếu đã sống và làm việc ở Việt Nam 3 năm trở lại đây, chắc chắn hầu hết những con người này đều có những cảm nhận chung rằng cuộc sống, kinh tế của đất nước đang có những bước chuyển mình cực kỳ mạnh mẽ. Có lẽ không ít người trong chúng ta đã từng một lần nghe và gật gù với câu vận nước đang lên. Nhưng con số thống kê cũng chỉ có tác dụng xác nhận lại, chứ điều đó cũng đã thể hiện rõ qua bộ mặt của thành thị với số lượng cao ốc, ô tô và dịch vụ tăng một cách chóng mặt. Bất chấp bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang bước vào pha suy giảm, thì việc tăng trưởng GDP vẫn luôn dẫn đầu các quốc gia đang phát triển ở mức xấp xỉ 7% liên tục trong vòng 3 năm trở lại đây, là một sự xác nhận to và rõ ràng cho cảm nhận của chủ tịch nước rằng đất nước chưa bao giờ có được sơ đồ như ngày nay. Bên cạnh đó, những thành quả bên ngoài kinh tế như thể thao liên tục đạt thành tích thần kỳ trong khu vực hay Việt Nam đảm nhận vai trò là ghế chủ tịch ASEAN không chỉ làm cho mỗi con người ở đây bồi hồi xúc động với lòng tự tôn dân tộc, mà còn đưa chúng ta đến một vị thế mới trên bàn đàm phán quốc tế. Ở mức độ cá nhân, người dân càng ngày càng được hưởng một cuộc sống tiện dụng và sung túc hơn, thu nhập tăng lên. Tầng lớp trung lưu càng ngày càng nhiều, và thậm chí Việt Nam còn được thống kê vào top những quốc gia có lượng người giàu tăng nhanh nhất thế giới. Chúng ta đang ở trong mùa xuân của sự phát triển và đón chờ sự thịnh vượng sắp đến. Nhưng liệu mọi thứ có toàn là màu hồng? Có hay không những dấu hiệu sức khỏe kinh tế? Hãy thử nhìn vào ngành bất động sản ở nước ta. Bất động sản ở Việt Nam là một ngành rất đặc thù. Nói là chiếm tỷ trọng lớn trong GDP thì không phải, mà để trở thành một ngành mũi nhọn kéo đẩy thị trường thì chắc chắn cũng không nên. Nhưng chẳng ở đâu mà người ta thích bỏ tiền vào bất động sản như ở Việt Nam. Người kinh doanh thành công, người tiết kiệm, người đầu tư, họ đều gặp nhau ở việc tìm mua bất động sản như một trong những quyết định mua bán giá trị nhất trong cuộc đời. Thêm vào đó, bất động sản còn đóng vai trò càng ngày càng quan trọng trong định hướng phát triển du lịch của chính phủ. Bởi vậy, nói rằng nhìn vào ngành này có thể cảm nhận được những dấu hiệu về sức khỏe của nền kinh tế là có cơ sở. Dù chỉ với chút kinh nghiệm ít ỏi và những câu chuyện được kể lại trong công việc, thì mình cũng cảm nhận được bất động sản hai năm 2018-2019 đã nguội lạnh đi nhiều so với hai năm trước đó. Mà bất động sản lạnh thì khả năng nền kinh tế cúm là cao. Với những người lo xa, những gì xảy ra với kinh tế Việt Nam có thể sẽ không còn tươi đẹp như những năm vừa qua nữa. Và đây là lý do. Tăng trưởng kinh tế chín ép và không còn duy trì được lâu. Nếu đã hoặc đang là một sinh viên kinh tế, hãy đơn giản là quan tâm tới kinh tế vĩ mô. Bài phỏng vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thế Anh, Đại học Kinh tế Quốc dân là một góc nhìn ngược dòng thẳng thắn và sắc nét. Nổi bật trong những chia sẻ trên là nhận định kinh tế Việt Nam năm rồi vẫn dựa vào bơm tiền là chính. Bơm tiền, in thêm tiền hay nới lỏng chính sách tiền tệ nên được hiểu đúng nghĩa là một phương án phổ biến và minh bạch của quốc gia để kích thích kinh tế phát triển, thay vì một từ mang ý nghĩa tiêu cực. Dòng tiền chảy từ khu vực tài chính tới đích là sản xuất và tiêu dùng, với kỳ vọng bồi đắp những khu vực này trở thành động lực của nền kinh tế. Về lý thuyết, tăng trưởng GDP sau khi thực hiện nới lỏng cung tiền là điều tất yếu, song song với rủi ro về lạm phát và bong bóng kinh tế. Khi có dấu hiệu tăng trưởng nóng, chính phủ sẽ hút tiền về để kiềm chế lạm phát. Những chia sẻ trong bài phỏng vấn ấy làm dấy lên câu hỏi,
Phải chăng khi không thể tiếp tục bơm tiền, kinh tế không đủ sức để tự đi lên? Tăng trưởng do bơm tiền không lạ, nhưng điểm quan trọng ở từ là chính. Lý thuyết hoàn hảo là sau thời gian đầu được bơm vốn, những trụ cột kinh tế phải tạo được những thành quả cụ thể, kể cả khi không còn được bơm vốn, vẫn có những động lực organic để tiếp tục đi lên. Những thành quả đó có thể là tài sản, nhân lực chất lượng cao, quy trình, công nghệ của doanh nghiệp, là những dự án đầu tư công hiệu quả của nhà nước, là hệ thống và quy định chặt chẽ với thị trường đầu tư. So sánh một cách đơn giản thì việc ấy giống như cha mẹ đầu tư tiền cho con cái đi học, làm ăn thời đầu với hy vọng rằng chúng có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Nhận định của Phó Giáo sư Tiến sĩ mang hàm ý ở thời điểm hiện tại, tăng trưởng vẫn chưa đến từ nội lực. Chất lượng tăng trưởng không cao dù nhà nước đã liên tục bơm tiền với tốc độ hai chữ số bắt đầu từ 2014 cho tới nay. Thực tế cho thấy, để duy trì tăng trưởng ở mức xấp xỉ 7% trong khoảng 3 năm qua, lượng cung tiền phải bơm vào phải ngày càng nhiều qua từng năm. Chất lượng kinh tế tăng trưởng không cao và tiềm ẩn rủi ro. Một trong những vấn đề mình để ý được đem ra tranh luận rất nhiều giữa các nhóm chuyên gia trên các thời báo kinh tế tài chính đầu năm 2020 vừa rồi là về rủi ro tiềm ẩn trong lãi suất vay cao và nợ doanh nghiệp. Điều này cũng được nhắc đến trong bài phỏng vấn trên. Xét theo ngành, tăng trưởng năm 2019 có sự đóng góp lớn nhất của ngành dịch vụ, nhưng triển vọng của dịch vụ lại không hẳn đẹp. Ví dụ ngành ngân hàng năm qua lãi suất lớn, ngân hàng là ngành trung gian, phi sản xuất. Ngân hàng lãi nhiều tức là khu vực sản xuất đang chịu chi phí cao khi dựa nhiều vào khoản vay nợ. Về lãi suất vay thương mại hiện tại ở Việt Nam xấp xỉ 10-11%, con số này đang được thống kê là cao hơn mặt bằng chung trong khu vực. Trong quản lý rủi ro, lãi suất vay một phần phản ánh đánh giá của ngân hàng về năng lực và rủi ro phá sản của doanh nghiệp. Thường doanh nghiệp càng lớn, tín dụng tốt, tăng trưởng ổn định thì càng được vay với lãi suất thấp. Mặc dù việc so sánh lãi suất giữa các nước khác nhau chưa hẳn đã có ý nghĩa, nhưng lấy một ví dụ, con số này ở UK đang ít nhất là 9-10%, ở một thị trường có nhiều nguồn cung tài chính khác ngoài ngân hàng, đồng thời chất lượng doanh nghiệp cũng cao hơn Việt Nam thì mức 11% chưa chắc đã là quá cao. Mặt khác, lãi suất cao còn bắt người vay phải sử dụng vốn cẩn thận và khôn ngoan hơn. Về nợ, song hành với lãi suất, vấn đề nợ doanh nghiệp đang được mô tả dưới ngòi bút của báo chí như có bong nổ chậm khi tỷ lệ nợ trên vốn của doanh nghiệp Việt đang bị cho là cao hơn nhiều so với doanh nghiệp nước ngoài trong khu vực và trên thế giới, ở mức 2,5 lần với doanh nghiệp tư nhân và 4,1 lần với doanh nghiệp nhà nước năm 2017. Giữ quan điểm ngược lại, Tổng Giám đốc một công ty dữ liệu tài chính lớn ở Việt Nam cho rằng con số 0,65 lần tài sản nợ trên vốn chủ là ở mức an toàn. Vì kiến thức còn hạn chế nên mình chỉ có thể trích dẫn những bài tranh luận trên để mọi người tự đưa ra những nhận định riêng. Thế nhưng đây sẽ là một trong những điều mình thắc mắc với con số 0,65 lần. 100 doanh nghiệp bất động sản lớn nhất đã niêm yết có tỷ lệ nợ thấp hơn trung bình ở mức 0,57. Là một ngành có vốn hóa lớn, để ra được trung bình 0,65, các doanh nghiệp ngành khác có thể đang mang tỷ lệ nợ cao hơn trung bình khá khá. Ngoài ra, từ kinh nghiệm cá nhân, không phải doanh nghiệp bất động sản nào có dự án cũng niêm yết công khai. Đồng thời, tỷ lệ nợ của doanh nghiệp bất động sản trong báo cáo tài chính cũng được chủ động giảm bằng cách chuyển hướng nợ sang cho khách hàng mua nhà dưới dạng chương trình vay hợp tác với ngân hàng, chủ đầu tư, ngân hàng và khách hàng mua nhà. Trong trường hợp xấu, khi thực sự doanh nghiệp đang dựa quá nhiều vào tín dụng, hệ quả rất rõ ràng khi nền kinh tế bỗng dưng chững lại và vào pha suy giảm. Dịch Corona đang thực sự làm doanh nghiệp Việt Nam điêu đứng dù mới chỉ kéo dài khoảng 2 tháng. Nhiều dự báo cho rằng dịch bệnh vẫn còn ảnh hưởng tới tận quý 3, nói cách khác, năm 2020 sẽ là một năm thực sự thử thách. When the costs come due. Cũng giống như một doanh nghiệp, chính phủ cũng phải vay nợ để có tiền phát triển đất nước. Có vẻ như giai đoạn sắp tới không thể êm đẹp như những năm trước, hoặc nói cách khác thì việc tiếp cận nguồn vốn sẽ càng ngày càng khó khăn. Báo cáo cho thấy giai đoạn từ năm 2020 tới 2022 sẽ là 2 năm đỉnh điểm phải trả nợ công của chính phủ. Trong bối cảnh kinh tế thế giới ảm đạm và các nguồn tín dụng quốc tế càng ngày càng siết chặt, thì một ví dụ như việc Mỹ đưa chúng ta ra khỏi danh sách những nước đang phát triển sẽ mang đến một giai đoạn phải xoay sở của chính phủ Việt Nam. Đối với nợ nước ngoài, chủ yếu là các khoản nợ ODA và vay ưu đãi, nhiều khoản vay đã hết thời gian ân hạn, tức là phải trả gốc đến hạn. Tính đến nay, dư nợ vay ODA còn 48 tỷ USD, tương đương 1,1 triệu tỷ đồng, với 1.300 hiệp định vay với các kỳ hạn vay khác nhau từ 15 cho tới 40 năm. Kỳ hạn còn lại bình quân khoảng 11 năm thì từ năm 2020, ước tính mỗi năm phải trả khoảng hơn 4 tỷ USD. Mặt khác, theo cam kết với Ngân hàng Thế giới WB, từ tháng 7 năm 2020, Việt Nam phải trả số nợ gốc gấp đôi so với trước đây cho các khoản vay hỗ trợ phát triển nước nghèo từ WB. Bởi Việt Nam đã tốt nghiệp IDA, tức là trở thành nước có thu nhập trung bình thấp tháng 7 năm 2017,
Việt Nam ngừng nhận tín dụng bao cấp từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế IDA thuộc WB sau khi thu nhập bình quân đầu người vượt mức trần là 1.200 USD. Hiện mỗi năm, bình quân Việt Nam trả nợ cho WB từ 300 cho tới 500 triệu USD, nhưng từ năm sau thì số tiền trả nợ gốc tăng gấp đôi, tức là 600 triệu cho tới 1 tỷ USD, tương đương 15.000 cho tới 23.500 tỷ đồng. Do đó, chúng ta phải bố trí nguồn để trả nợ cho WB. Ngoài ra, chúng ta cũng không thể không nhắc tới rủi ro về lạm phát. Trong con số khoảng 1 triệu tỷ đồng mỗi năm được bơm vào nền kinh tế, 50% trong số đó chảy vào trái phiếu chính phủ để đảo nợ trong nước và bù thâm hụt ngân sách. Khi đến hạn phải trả nợ trong nước, chính phủ có thể in thêm tiền, phát hành trái phiếu kỳ sau lãi cao hơn với kỳ trước để đảo nợ hoặc tăng thuế, tất cả để dẫn tới kỳ vọng về lạm phát. Trong khoảng 3 tháng đầu năm 2020, lạm phát đã ở mức 5,5 cho tới 6,4% vào tháng cao điểm Tết Nguyên đán và đang giảm dần về mức 4%, chứ không còn ở mức 2,8% như cuối năm 2019 nữa. Đáp lại, từ giữa tháng 1 cho tới đầu tháng 2, chính phủ đã hút dòng gần 100.000 tỷ đồng như một động thái kìm hãm lạm phát. Thế nhưng, lạm phát vẫn còn diễn ra theo một cách khác, ở mức độ cá nhân. Thu nhập trung bình tăng nhưng chi tiêu còn nhiều hơn thế. Việt Nam là một thị trường có sức tiêu thụ mạnh hơn cả sản xuất. Với mô hình kinh tế càng tiêu thụ càng phát triển, trong khoảng thời gian kinh tế nở rộ nhất, hàng hóa, dịch vụ ngập tràn những thành phố lớn, hưởng lợi từ tỷ giá ổn định và nhiều hiệp định thương mại, người tiêu dùng Việt Nam được tiếp cận với những mặt hàng ngoại nhập chất lượng cao với giá dễ chịu hơn rất nhiều. Có sai không khi nói, một người bình thường ở thành thị đã vô hình chung mua sắm với tần suất nhiều hơn và giá trị món đồ cũng cao hơn so với những năm trước đây. Chưa cần thống kê, chỉ cần nghĩ về những con đường càng ngày càng chật kín ô tô, hàng tiêu dùng ngoại càng ngày càng sẵn sàng đến tay từng hộ gia đình, hay việc những món đồ thời trang, đồ công nghệ xa xỉ trên người đã không còn là điều gì quá hiếm gặp, thì chắc chắn mọi người sẽ phần nhiều đồng tình với mình. Nếu so sánh tổng mức chi tiêu của mỗi người qua hàng năm, cái lạm phát này chắc chắn không thể nào ở mức một chữ số. Tất nhiên, thu nhập tăng thì người ta chi nhiều hơn là điều rất bình thường. Nhưng trong khi mức lương trung bình của một người trẻ ở độ tuổi từ 22 cho tới 27 tuổi chỉ tăng vỏn vẹn từ 2-4% mỗi năm trong 4 năm qua, so sánh tương đương theo vị trí, không tính việc thăng chức, thì một số chi phí cơ bản khác đã cho tăng lương hít khói, cụ thể như chi phí nhà đất tăng 17%, giáo dục tăng 37%, chăm sóc sức khỏe tới 84%. Khi nói kỹ hơn về giá nhà đất ở hai thành phố lớn nhất đất nước, với kinh nghiệm cá nhân mình cho rằng mức độ tăng giá thực qua từng năm còn cao hơn thế. Xu hướng phát triển các dự án cao cấp hướng tới tầng lớp trung lưu, thượng lưu, người nước ngoài ngày một nhiều. Cộng với việc ở Việt Nam hiện tại không có những đơn vị đánh giá chất lượng dự án, dần khiến cho mức giá mở bán một dự án có lẽ là đặt theo khả năng chi trả của khách hàng, chứ không hẳn ở vị trí hay chất lượng công trình. Những bạn trẻ tốt nghiệp trong khoảng thời gian kinh tế đi lên từ 2016 trở lại đây có thể cảm nhận không quá khó để có một công việc làm với mức lương khởi điểm là 8 cho tới 10 triệu một tháng tại Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh, hay thậm chí mức lương ngàn đô khi mới ra trường, mặc dù hiếm cũng không còn là viển vông. Cũng không quên kể đến, sự năng động cũng giúp cho nhiều bạn trẻ có thêm thu nhập thụ động từ những nguồn khác. Dẫu việc này cũng đồng nghĩa với việc chất lượng công việc chính có thể suy giảm, sẽ luôn luôn có những mâu thuẫn lợi ích khi nhìn từ góc độ cá nhân và góc độ tập thể. Tương tự, việc bạn càng tiết kiệm được nhiều từ thu nhập thì càng tốt cho bạn, miễn là cả xã hội không ai học theo như thế. Vậy, khi thu nhập của chúng ta tăng lên, đấy là do mình giỏi lên hay là hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế nói chung? Hòa trong không khí thịnh vượng, vận nước đang lên của Việt Nam trong thời gian vừa rồi mà có thể chúng ta sẽ dễ tính trong chi tiêu hơn, tự tin hơn vào tương lai mà không để ý đến câu hỏi trên. Trong một viễn cảnh xấu, đáp án cho câu hỏi ấy có thể ẩn chứa những rủi ro tương lai đến gần. Tăng trưởng kinh tế đứt phanh khi gặp phải những biến động mạnh và bước vào chu kỳ suy giảm. Việc làm khó kiếm hơn, thu nhập không tốt như trước. Phân hóa giàu nghèo càng ngày càng rõ rệt khi người giàu vẫn sẽ càng giàu từ việc xã hội chi tiêu nhiều, vẫn tích trữ tài sản, bất động sản bị thổi giá. Chi phí tiếp cận những cơ hội để bứt phá thể hiện qua chi phí nhà đất và sinh hoạt tại đô thị, đặc biệt đối với những người không có sẵn điều kiện gia đình ngày càng cao. Những điều này như đang trực chờ tích tụ và khi có một yếu tố tác động đủ lớn sẽ kích nổ cả thị trường. Điều này có thể là một phần nhỏ lý do tại sao Việt Nam lại và nên phản ứng quyết liệt với dịch bệnh hiện tại hơn bất cứ quốc gia nào. Vì rủi ro vốn đang ẩn mình từ trước đó trong nền kinh tế, tăng trưởng còn phụ thuộc nhiều vào ngoại vốn, chính phủ còn đang đặt định hướng phát triển du lịch, dịch vụ. Và cũng nói luôn, điều này không có nghĩa là mình chỉ nhìn mọi thứ như lợi ích kinh tế và coi nhẹ những nỗ lực, trách nhiệm của nhà nước đối với xã hội và người dân. Nhưng hy vọng viễn cảnh này chỉ xảy ra với một thế giới lo xa mà thôi. Nếu vậy thì, vận nước đang lên ở chỗ nào? Sau tất cả những điều ở trên, nếu hỏi ai là người vẫn tin vào thời điểm của Việt Nam đang đến thì mình sẽ là người ra tay đầu tiên. Nó nằm ở một thể chế chính trị ổn định, đối ngoại, tinh tế, chính phủ bao bọc người dân,
Nó nằm ở thiên thời khi giai đoạn phát triển của chúng ta đến sau thời gian khởi động hàng thập kỷ lại diễn ra đúng thời điểm kinh tế toàn cầu suy giảm, còn các nước trong khu vực thì bắt đầu chậm lại. Sự lệch pha này có thể giúp thu hẹp khoảng cách trong thời gian ngắn hơn rất nhiều nếu chúng ta có thể tận dụng cơ hội. Nó nằm ở địa lợi khi nước chúng ta tự hào sở hữu rừng vàng, biển bạc, không chịu ảnh hưởng bởi tôn giáo. Người Việt Nam nổi tiếng thân thiện hiếu khách, ngoại giao tốt, mang tới một lợi thế trên bàn đàm phán, giúp kéo những nguồn đầu tư và lợi ích về cho đất nước. Nó nằm ở con người, khi lực lượng lao động mới ở thế hệ này đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Họ là những người sinh ra trong khoảng năm 93 cho tới đầu năm 2000, có cha mẹ sinh ra trong những năm cuối 60 cho tới 70. Họ là những người đã một lần đi qua đói khổ và khó khăn của đất nước, hiểu rõ giá trị của sự phát triển, lại đang ở trong độ tuổi chín chắn nhất của sự nghiệp và dồi dào về tài chính. Họ đủ nghiêm khắc, coi trọng giáo dục và có khả năng cho con cái những điều kiện tốt nhất. Kết quả là thế hệ con cái trưởng thành, gia nhập xã hội với đầy đủ kiến thức và nền tảng gia đình để sẵn sàng cạnh tranh với thế hệ trẻ trên thế giới. Không sai khi nhận định, đây đang là mô hình dân số vàng của Việt Nam, là lực lượng lao động tinh nhuệ nhất mà Việt Nam từng có từ trước tới nay. Từ góc nhìn xã hội, đây chắc chắn sẽ là thế hệ thay đổi cả đất nước. Còn với từng cá nhân, đó sẽ là thử thách khi họ phải tìm cách cạnh tranh bứt phá với những chiến binh cùng thế hệ. Xã hội xung quanh chúng ta đang thay đổi với tốc độ điên rồ, chỉ mới 3 tới 5 năm trước thôi. Ai dám nghĩ đến việc làm game thủ hay youtuber có thể cho người ta thành quả bằng sự nghiệp cả đời của nhiều người. Cũng trong gần ấy thời gian, ai tưởng tượng được những loại hình dịch vụ mới như Grab hay Vinmart sẽ làm cho cuộc sống của người Việt được tiện nghi không thua kém những đất nước phương Tây phát triển. Những giá trị cũ còn được cân nhắc nhiều. Những con đường truyền thống như bằng đại học chính quy và công việc ổn định có còn hấp dẫn không? Những kiến thức, kỹ năng gì sẽ còn được dùng trong 10 năm tới? Những công việc nào sẽ biến mất? Những cái gì cũ sẽ bị thay thế? Chúng ta sẽ hồi hộp chờ câu trả lời đến trong một vài năm tới. Suy cho cùng, bài viết này không có ý kết luận hay kêu gọi một việc gì cả, lo cho việc chi tiêu của bạn chẳng phải việc của mình. Bảo rằng kinh tế sắp tới sẽ không thuận lợi như trước đâu và sẽ ảnh hưởng nhiều tới chúng ta, mình chẳng hề dám chắc. Nhắc rằng tuổi trẻ thì phải cố gắng nhiều hơn, nếu không chục năm nữa sẽ tụt lại so với xã hội rất nhiều đấy, thì xáo quá. Đơn giản chỉ là trong thời điểm mà đất nước đang chuyển mình rất nhanh và rất mạnh, mình chỉ hào hứng cái việc mình vẫn luôn ưa thích, đó là quan sát và tìm câu trả lời mà thôi. Và đó là những chia sẻ cũng như phân tích của tác giả Cường Bùi về bức tranh nền kinh tế Việt Nam. Cũng xin nhắc lại rằng, các số liệu trong bài là của thời điểm năm 2020, cho nên hẳn nhiên đã quá cũ so với thời điểm hiện tại. Tuy vậy, những phân tích và kiến giải của tác giả vẫn sẽ được giữ nguyên giá trị. Các bạn nghĩ sao về nhận định trên? Hãy cho chúng mình biết trong phần bình luận bên dưới. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích, hãy bấm nút like, share, subscribe trên kênh YouTube Spider Room và đừng quên bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung thú vị khác trong tương lai. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại. Peace.